Liên quan đến vụ cán bộ kiểm lâm thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Easo tỉnh Đắk Lắk bị bắn tử vong trong khi làm nhiệm vụ, Chi cục kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức đoàn công tác nắm bắt tình hình và chia buồn với gia đình cán bộ kiểm lâm. Theo ông Nguyễn Quốc Hưng, Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, đây là vụ việc rất nghiêm trọng, các lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ. Trước đó, vào lúc 5 giờ ngày 2 tháng 12, ông Nguyễn Kim Anh, phó trạm trưởng phụ trách trạm kiểm lâm số 2, khu bảo tồn thiên nhiên Easo đi kiểm tra khu vực rừng do trạm kiểm lâm số 2 quản lý bảo vệ thuộc thôn Giang Đông, xã Eada, huyện Krông Năng. Đến 8 giờ cùng ngày, không thấy ông Nguyễn Kim Anh về nên trạm tổ chức lực lượng tìm kiếm. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, lực lượng tìm kiếm phát hiện ông Nguyễn Kim Anh tử vong tại dãy ngô của người dân. Ghi nhận ban đầu, ông Nguyễn Kim Anh bị bắn vào vùng bụng bằng súng đạn hoa cải, có 14 vết đạn trên người. Sau khi hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thi thể ông Nguyễn Kim Anh được bàn giao về cho gia đình lo hậu sự.